Xin chào các bạn. Mùa xuân đã tới, trời nắng thiệt là đẹp luôn. Những cái nắng đẹp như vậy này mình lại liên tưởng tới cái Tết. Cái Tết thì lại phải có nhiều những món ngon để cần tới cái nắng. Hôm nay mình sẽ làm cái món củ kiệu. Đây, mình đã có một nắm củ kiệu đây. Cái củ kiểu này đáng lẽ mình sẽ mua về mình làm từ đầu cho các bạn coi, nhưng mà vì thời gian không có nên mình đã mua củ kiểu sẵn á. Giờ về mình phơi. Còn nếu mà các bạn mua củ kiểu mà chưa mần á thì về mình lấy cái nước tro á, mình ngâm ra, mình lấy cái nước trong của cái tro đó đó, mình ngâm trong vòng độ khoảng một đêm. Rồi sáng sau mình cắt rồi mình sẽ đem phơi. Còn cái này mình sẽ đem phơi luôn. Mình đem phơi luôn rồi để mai mốt rồi nó 2 ngày đi. Mình sẽ phơi ngày hôm nay và ngày mai. Ngày mốt mình sẽ đem ra mình cắt. Rồi thì mình sẽ ngâm chua. Phơi mấy cái này là mình phải có một cái ngày thiệt là nắng luôn. Thì phơi kiểu nó mới trắng và nó đẹp kiểu khi mà mình làm ra cái hũ kiệu hoàn thành ha. Cái củ kiệu này hôm nay mình phơi được 2 nắng nè. Các bạn thấy nó đã héo lại nè. Giờ mình sẽ đem vô mình sẽ cắt ha. Kiệu của mình á, cô cháu mình đã cắt xong rồi nè. Cái nồi nước á, thì nó đã tăm sôi lên nè. Mình sẽ đổ kiệu vô. Cái này mình chỉ nấu nước cho nó gọi là tăm để mình trụng sơ qua kiệu ha. Mình trộn lên mà thấy cái củ kiệu nó bóng bóng thì mình sẽ vớt ra liền cái thau nước đá kế bên. Rồi đây, các bạn thấy cái củ kiệu nó bóng chưa? Rất là bóng nè. Đó, nó bóng lên. Rồi, mình sẽ bỏ vô cái này. Mình để làm sao mà cho kiệu nó thiệt nguội và thiệt lạnh nha. Kiểu này mình làm thì hơi nhiều công đoạn nhưng mà để rất là được lâu và nó ngon. Mình sẽ ngâm vô cái thau nước lạnh để cho nó lạnh ngắt luôn. Nó lạnh lại củ kiệu luôn. Đấy, củ kiệu của mình rất là bóng nè. Giấm tốt nhất để mình sử dụng giấm ăn là giấm nuôi. Các bạn thấy giấm nuôi nó đang làm con ở dưới không? Nó đang có lợn cợn, vậy là cái con nó muốn hình thành một cái con á. Nếu mình nuôi nó thì mình sẽ lấy cái con này ra, mình sẽ ngâm vô một cái hũ khác, mình sẽ cho nó ăn thì nó sẽ thành một cái hũ giấm bự nữa ha. Giờ mình sẽ ngâm củ kiệu qua đêm đi ha. Ngâm cái giấm này nè. Mình ngâm làm sao để cho nó ngập. Mình sẽ đổ củ kiệu vô đây. Rồi đó. Mình sẽ ngâm ngày mai. Mình sẽ bỏ vô hũ. Mình sẽ thắng giấm đường. Mình sẽ bỏ vô sau. Còn hôm nay mình sẽ ngâm chỉ có bằng nước giấm thôi. Giấm này là giấm nuôi nha mấy bạn. Này mình sẽ ngâm giấm được một đêm rồi nè. Giờ mình sẽ làm thắng giấm với lại đường ha. Mình sẽ cho 4 chén giấm. Cái giấm này
này giấm nuôi cho nên nó không có, nó vừa ăn chứ nó không có là chua dữ nha. Cho vô đây hai chén đường. Tại giờ ăn ngọt tiểu đường nhiều quá mình sẽ làm ít đường thôi. Mình sẽ ngâm cho nó chua. Chứ còn cái kiểu này có nhiều cách để làm. Dù mình ngâm đường không để lên men nó cũng chua, mà cái vị chua chua ngọt chứ nó không có được như chua đường như vậy. Mình quậy cho nó tan đi, tan đường đi. Cách của mình làm này để rượu độ khoảng 4-5 ngày là ăn được rồi, không cần để lâu, tại vì mình cũng có đã ngâm cái củ kiệu này qua một đêm chua rồi nè. Giờ mình sẽ thắng giấm với đường, mình đặt lên bếp rồi, đun cho sôi xong mình để nước giấm cho nó nguội, thiệt nguội. Mình sẽ bỏ một ít tỏi vô với mấy cái ớt vô cho nó đẹp cái hủ kiệu, củ cà rốt nữa, mình sẽ cắt làm bông. Cái này mình cắt mình ngâm mình bỏ vô cái chung với hủ kiệu luôn cho nó đẹp của cái hũ củ kiệu. Đây nè, nhấc xuống để cho nó nguội ha. Giờ nước giấm đã nguội nè, mình sẽ bỏ vô hũ ha. Cái này mình làm thì lẽ ăn hơn là mình ngâm đường nha, để cái vị chua nó nhiều hơn. Còn đường thì mình để cho nó tự tạo lên men nữa nó mới chua được. Mà củ kiệu thì nên ăn chua chua ngọt ngọt nó mới ngon, còn nếu mà ngọt quá thì nó cũng không có ngon lắm. Tại mình muốn ngày Tết có cái vị củ kiệu chua chua ngọt ngọt để ăn với bánh tét, cuốn bánh tráng nè. Mình đổ làm sao cho cái này nó ngập ha. Đây, món củ kiệu của mình đây đã hoàn thành. Các bạn thấy đẹp không? Rồi người ta không ngâm củ cà rốt mà mình thích cái màu đỏ rồi màu xanh rồi màu trắng cho nó nổi cái củ kiệu lên. Rồi nước mình sẽ đè củ kiệu xuống chút xíu, không có nó nổi lên này thì nó ở trên nó sẽ mềm kiệu, nó không có được ấy.